Quá trình phối trộn bột, nhà nguyên lý động quay dạng chế giúp sản phẩm được sờ xế bung lên để nhanh thấm đều với gia vị. Xin giới thiệu anh chị, máy trộn đồng quay dạng khía, máy này dùng để trộn bột khô, tẩm ướp thực phẩm hoặc trộn gia vị, trộn dược liệu. Máy được chế tạo bằng inox 704, chuyên cho ngành thực phẩm, dược liệu và gia vị. Máy có trang bị cơ cấu đổ liệu tự động, sau khi sản phẩm mình trộn xong hoặc cơ cấu này hiện lồng trộn nghiêng xuống để đổ sản phẩm ra ngoài. Sản phẩm đổ ra xong mình phải bật cái lồng cho cái lồng nghiêng về vị trí ban đầu để tiếp tục mẹ trộn tiếp theo. Máy có ai trang bị nắp đậy, quá trình trộn mình có thể đậy nắp lại để sản phẩm không có bị bay ra. Máy có trang bị chức năng điều chỉnh tốc độ lồng trộn quay nhanh chậm theo yêu cầu, tùy theo loại liệu mình sẽ chỉnh tốc độ phù hợp. Kết cấu cơ khí của máy chế tạo chắc chắn giúp máy đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất công nghiệp và chịu tải cường độ sản xuất cao. Quá trình trộn, mình có thể mở nắp ra để dễ dàng quan sát sản phẩm, đồng thời cho gia vị vào. Máy do Điện Cơ Xanh Việt Nam chế tạo.